Katha Gregg ra đầu cánh để Minwan phô trong cánh, thế sắp xếp đang là ok dành cho chúng ta. Một bầy hiêu dành cho bài Phoenicia này của game thủ chim sẻ, và một cánh rừng già gỗ đầu khá là gần. Ở cố gắng lùa bầy hiêu này về thôi. Và đến với trận đấu chung kết trong trận đấu thứ hai, tôi vẫn xin giới thiệu bạn Zidane Debris Butterfly, điểm tựa thành công, là mẫu ghế công trạng tốt nhất và nổi tiếng nhất của Zidane. Ghế chịu chất liệu lưới cao cấp, mềm mịn, bền và thoáng khí, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm của Việt Nam, với tính năng tùy chỉnh đa dạng phù hợp với vóc dáng người Việt, giúp giảm trọng lượng cơ thể, tác động lên cột sống, cổ, vai gáy, phòng tránh và cải thiện các bệnh về xương khớp với dân văn phòng. Được sản xuất bởi Zidane, nhà máy sản xuất ghế ergonomic hàng đầu thế giới. Ghế Zidane Debris Butterfly bảo vệ sức khỏe, mang lại trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho bạn. Và cùng quay trở lại với hiêu đầu 7 con đấy, chim sẻ nhà rất khung với hai cái rừng, đây là một rừng già, một rừng thông. Đối phương có tới 2 con Mark C và có quả phụ đấy, chim sẻ chúng ta cần có cung A ở trong trận đấu này. Đội bạn chắc chắn sẽ có một cung A rồi, chúng ta cũng cần một cung A để cân lại đội bạn. Nếu đánh về thế đời 4 thì cũng căng đấy. Có đạp đôi phô, có Minwan của Huy rồi, lùa hiêu về, hiêu bài bài đấu khung nhà đánh cung đến từ chim sẻ. Chắc là tầm 2 tên cung R đi tìm Mark C, bắn một chút, sau đó là phải cung A rồi, hoặc là phải có một người đánh thẳng cung A như là game thủ anh Huy. Đây là chiếc BS đầu để có thể khai thác cánh rừng dành cho bài đấu này. Đồ ăn thế nào nói lên. Huy đang có một đôi voi, ba voi. Dâng L gặp thằng nào đánh cung A thì dâng A vào mồm nó. Rồi con voi đưa về. Cái giếng với cả cái nhà chính của em là sát vào nhau rồi, em còn đâm đầu vào đấy. Đây là Mạnh Hào, có thêm voi. Bài đấu Mạnh Hào đó có đôi voi, ba voi hiệu đầu về. Đây là Têu, Têu có quả phụ, không đồ lùa về. Ad đầu nhân đôi ăn cả hiệu cả gỗ với bài cầm Drake. Hào thiếu một đồ thôi. Và quay trở lại mặt máy thủ chim sẻ. Bài phô rất là mắc, cung kín, hai hiệu hai quả. Bảy mươi tám với 23 dân này, Mạnh Hào một con Katha đầu cánh, bài rất nhiều voi. Hào này cầm rất nhiều trận, nhiều voi rồi. Bơ thì chả thấy voi đâu cả, bơ như hạch, bài ba hiệu toàn quả. Đây con voi thứ ba được anh đưa về, bài năm voi, sáu voi. Đây là Mạnh Hào, rất nhiều voi. Rồi đây con voi thứ ba đưa về. BB. Con voi tiếp theo. Quá nhiều voi với bài đấu này. Tất nhiên là sẽ kích 9 rồi. Gỗ đã thừa. Nghe vẻ sắp chết đến nơi rồi sao? Và đây con voi tiếp theo được về, màu 5 để xe vào đây nha. 98, người được cầm con Katha BM, BL thiết kế. Sáu chết một dân về phía đối bạn. Hào kích đời ở 9 phút 56, 57, 58 23 dân. Đây là mỏ vàng, Mạnh Hào đang xin giò. Rồi, cơ cấu dân khá là vàng của mình. Kín luôn, công giáp. Không đắm được cái kìa. Rồi, công giáp đầy đủ rồi.
5 đây rồi. 98 đâu cái. Chứ còn gì nữa, khóc nó vào rộ mà. Xiên. Một dân. Tạm tạm hai dân. Và như vậy 18 trong huy. Đó là Chip Boy, người được cầm con Maxi về phía đối bạn. Sẽ như vậy một tơn là màu năm này chắc là gãy thôi. Một L bánh xe. Một P. Cho nó chắc chảy. Vẫn còn voi ở gần với BS đầu đi từ Mạnh Hào ra ăn thôi. Có thằng 8 dâng vào huy đấy. Không lọt được. Hơi đáng tiếc. Có P lên 98 rồi. Đây là máy của Huy. 25. Đã bị đội bạn chọc chết mấy dân bên ngoài. Thủ 1 P. Bạn này toàn nhà cứng nhá. Và T bắn vàng đến từ Chip Boy. Rất đau. Và bài Minh Hoàn. Bao 6 không được khóc là bài đấu được cầm Maxi đến cung à. Ai, dùng định mà sách dân lên đi. Đây là máy của game thủ Chuan An Tệ với timeline là 23. Y thủ với con Gredek này. Đây là máy của xe. Đã phát hiện ra Y rồi bạn, và là 2 Y luôn. Đây cho màu 8. Đẩy một tên lên bắn phù màu 2 đấy. Ôi, gặp phù luôn đấy. Bắn phù màu 5 chứ, xin lỗi. Đi qua nhà Hào là thấy phù luôn. Xin đơn vàng để lên qua anh em ơi. Màu 1. Đấy, nó chỉ đúng vào nhà phù rồi bạn rồi đấy. Kìa, cẩn thận thủng rừng. Đâm cung hai áo thành công đấy, xịp sẻ rồi. Đi qua nhà P rồi đấy. Rồi, cung A đã ra đây rồi. Khá đông y đến đường cầm bóng 8 ở trong này. Ok, như vậy là thủ nhà thành công với chim sẻ với bài đấu cầm phô này. Lần vô 2 luôn đến chim sẻ. Ôi, không phải bơm vàng nữa. Đấy được rồi, ăn được vàng rồi. Bắt đầu ra ruộng đi chim sẻ với tham lai 52. Huy tham lai 23. Nâng công áp đáo. Đấu vào 3 đây. Nâng giáp dùng tầm xa dần đi nhá. Đúng nhá. 6 đánh A 3 giờ Huy đóng A đây rồi. Ngồi bơm đồ Huy đi. Đang qua hai áo. Rồi tăng A đi. Tầm 5 nhà BA là đẹp. Tầm 3 đây là đẹp. Sẻ thì đang đủ đoạn bạn đâm đi. Cả bộ 7 lọt vào. Đấy, màu 8. Đấy, đưa về màu 8 đang hit. Hit em ra những con chém màu 7. Vậy em kìa, vậy em kìa. Rồi còn 3 chém nữa, 2 chém nữa thì một quán nó mở ra. Mặt trên này cũng đã bị đâm đi. Càng thế nhờ, nhiều y này. Gỗ màu 1 nhanh. À, bởi vì thành công đến chim sẻ, giữ dân. Rồi, thủ được mặt trước rồi. Khá vất vả với chim sẻ khi mà màu 8 đâm y như thế này. Thêm cả màu 7 long lê vào chém với con Katha. À đâu, với con Ia. Quả được màu 7 nhiều chưa anh em ơi? Vâng, như vậy màu 6 âm 600 đô rồi.
Huy tham lai 34. Mới được 15 con. Thêm đồ thêm đi. Thịt. Thịt vàng rồi. Rồi nâng gỗ 2 lên. Nâng gỗ 2 làm sao mà đi cung ngang vào nhà nó được. À đưa. Nâng giáp đi. Đấy, chém bắn này đi. Rồi, đứng bắn đi. Chưa lên xong gỗ 2 đấy, nhưng mà dù gì tầm sạm ra vẫn đang hơn. 5A đều để vào được. Dí vào đi. Vào. Bắn thêm ghé nữa, cho chém với giò vào thăm giò đi, xem có gì không, đóng gì đây. Rồi, đưa ông qua vào đi. Xong quân đi. Lên ra 4 đi anh Huy luôn. Đấy, dí nó đi. 5A đều vào. Cho con chém đảo đi từ anh Huy. Nó có rất ít cung A thôi. Bắn cái ruộng ra. Bắn đi. Tầm xa mình vẫn đang hơn rồi bạn. 5A đều vào. Nốt cái ruộng này để tràn dốc nào. Dí đi. Tớ tiếp viện dí vào đi. Điều chỉ chuẩn nha, nó không cung A này, nó chơi ca này, ca con này. Dã vào đầu nó. Không ai cứu được nó bạn này cả. Ra 4 rồi. Nhà cẩn thận lọt Huy nhá. Rồi. Kìa chú ý kìa. Thịt gỗ thôi. À thịt vàng nhầm. Ở nhà chạy đi. Ở đây phù đi. Chú ý tấn công kìa. Đây nó đóng ca để xin ca con ra thôi. Nó chết rồi. Nó không đỡ được đâu. Tớ tiếp viện đâu rồi, dí vào đi. Dí sâu vào, đấy giờ nó chết tôi. Ui giời, mấy con cá còi này, mày tuổi gì, quýt. Và 3-2 trận đấu này vẫn còn cơ hội anh em ơi. 3-0 là ăn. Và anh em cũng trở lại đến với trận đấu thứ 3 ngày sau đây, 1-0 VC anh em ơi. Trận dâng ý tốt đi từ anh Huy, à dâng à tốt đi từ anh Huy. Trở lại đến với trận đấu thứ 3 ngày sau đây thôi.